Từ việc đàm phán các giao dịch thương mại đến việc mua được một chiếc xe giá tốt, bí quyết thành công là nghệ thuật đàm phán. Đây là một kỹ năng không dễ đạt được đối với Joseph Kaderson khi anh muốn mua đồ trong một chuyến đi đến Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi không biết rằng mình sẽ phải kỳ kèo trả giá cho mọi thứ. Nhưng một máy tính có thể giúp Điều đó có vẻ không công bằng. Không mà Thực sự không. Vậy tôi đáng là ta không thể đạt được thỏa thuận rồi. Bạn và tôi có thể thương lượng, bạn có thể đạt thỏa thuận tốt hơn tôi bằng một chiến lược, nhưng nếu bạn không hoàn toàn hiểu tại sao điều đó mang lại thành công thì khi bạn đàm phán với người khác chiến lược đó chưa chắc hiệu quả. Nhà khoa học máy tính Emmanuel Johnson nói, trí tuệ nhân tạo thông qua các mô hình toán học có thể giúp dạy người dùng các chiến lược để trở thành một nhà thương lượng giỏi. Việc đó bao gồm việc biết đối phương muốn gì và bắt đầu với một đề nghị cao. Trong mô phỏng này, người thực và ảo đang tìm cách phân chia các món tìm thấy trong tủ. Không, tôi không chịu như vậy. Ờ, được rồi, vậy cô muốn sao? Bạn có bản chi tiết tương tác của họ từ cuộc thương lượng đó, chúng tôi có thể dùng bản chi tiết đó để làm nhiều điều thú vị. Chúng tôi có thể biết bạn sắp đưa ra những đề nghị gì, bạn hỏi những câu gì. Tôi sẽ không chịu chốt thỏa thuận nào có ít hơn hai chiếc ghế. Tôi cũng không. Trí tuệ nhân tạo có thể cung cấp các góp ý cá nhân. Kenderson <laughs> đã không đạt được thỏa thuận với người ảo trong lần thử đầu tiên nhưng sau khi nhận được góp ý tôi đã đổi chiến thuật trong lần thứ hai anh ta và người ảo rốt cuộc đã có thể chia các món đồ chair, tiếp theo là gì các nhà nghiên cứu muốn khám phá các khía cạnh tinh tế hơn của việc đàm phán chẳng hạn như ngôn ngữ cơ thể có thể ảnh hưởng đến giá mà bạn phải trả khi mua chiếc xe đó